Chào mừng các bạn đến với kênh của Đại Swing. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy bấm đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video clip sau, và để cho mình có thêm động lực làm các clip cho các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bài ôn tập. Hôm trước chúng ta đã có clip là làm hôm trước chúng ta đã có một video làm về hướng dẫn kỹ thuật đứng thẳng đoạn số 1, số 2. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách một số bài tập để ôn tập làm sao để thực hiện một kỹ thuật đứng thẳng tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất. Trước tiên, nếu các bạn có tạ thì mà một cặp tạ khoảng 0,5 kg mới tập thì chúng ta có thể để tăng sức mạnh lên, hoặc là không có thì chúng ta có thể dùng tay không cũng được, nhưng mà tốt nhất để muốn mạnh hơn thì chúng ta sẽ dùng tạ. Bài đầu tiên là chúng ta sẽ, nếu không có bạn tập cùng thì mình sẽ nhìn thẳng vào gương để mình tập, giống như mình nhìn vào camera thì camera là gương. Lưu ý chúng ta, trọng tâm của chúng ta luôn luôn là hướng mắt nhìn vào gương, thì giống như là đối thủ của mình nhé, thì mình luôn luôn nhìn thẳng vào đối thủ. Và lưu ý khi ra đòn động tác mình không có nghiêng sang hai bên, không có nghiêng đổ bên này, không có đấm đổ hay là đổ nghiêng sang hai bên, và chúng ta phải giữ trọng tâm thẳng. Khi từ tư thế thủ chúng ta chỉ cần kiếm có chân đấm đưa ra đằng trước, sẽ giữ thẳng đầu và đổi hai đòn số 1 này, đổi sang đòn số 2, thẳng 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 đó. Chúng ta nhìn, chúng ta đổi bên, chúng ta sẽ nhìn một, trọng tâm dồn đều, trọng tâm dồn về phía chân trước, chân trước sẽ sử dụng lực nhiều hơn. 2 1 2 đó. Lưu ý nhé, mắt lúc nào nhìn thẳng chứ mình không có đổ sang hai bên nhé. Cố gắng thực hiện thật tốt để không bị đổ. 1 2 1 2 1 2 1 2 đó. Chúng ta tay lúc nào cũng phải thủ, khi một tay đấm ra là một tay đấm ra là một tay kia thủ lại xoay. Nhớ thực hiện muốn mạnh hết lực, chúng ta sẽ thực hiện đồng thời xoay chân, xoay hông đến vai đó, để số có thể được đến mà ra một động tác tốt nhất. Và lưu ý là chúng ta sẽ tập từ chậm đến nhanh, tăng dần tốc độ. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Chúng ta sẽ thực hiện làm sao để cho cái đường đi của nắm đấm của mình từ thế thủ mình nó sẽ đi một đường thẳng ra đằng trước, tay búng ra. Lưu ý không được để rớt xuống dưới, mình không có đấm xuống để rớt xuống rồi mới đưa lên, hoặc là đấm cao rồi bị rớt xuống dưới. Lúc nào thẳng ra từ đây đưa về vị trí mắt liền, gò má liền. Đó, 1 2 đó. Mà tiếp theo là chúng ta sẽ tập một bài là về di chuyển đấm từ tư thế thủ. Chúng ta tư thế thủ, chúng ta thủ đó, bước lên đấm đó, lùi xuống bước lên đấm. Động tác này trong hôm trước mình cũng đã có trở video trước rồi, nhưng mà mình sẽ hôm nay sẽ gì di chuyển, không biết chỉ là thẳng thôi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm các bạn là một phương tiện cách di chuyển là gì. Bước thẳng lên là đấm rồi, hai bước di chuyển sang phải, di chuyển sang trái. Khi mình di chuyển sang bên nào thì chúng ta sẽ chân trái, mình di chuyển sang bên trái thì chúng ta sẽ di chuyển bằng chân trái di chuyển trước. Rồi mình muốn sang bên phải thì mình sẽ bước chân phải trước đó. Bước lên, một, lùi qua trái, bùm qua phải, bùm qua phải, bùm. Để tránh né đòn lao tới tấn công của đối phương, chúng ta sẽ di chuyển xoay 45 độ. Chân sau, mình di chuyển ra, đấm, đưa thẳng, xoay, đấm. Sau khi chúng ta thực hiện các bài di chuyển về phía trước, sang trái, sang phải xong, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập những cái bài thực hành. Chúng ta sẽ bấm giờ, với mỗi lần tập chúng ta sẽ tập trong khoảng 1 phút. Ví dụ như là ví dụ chúng ta vừa di chuyển vừa đấm đó, thủ lên, tay lúc nào thủ, bước lên 1 2, thủ lên 1 1 2, thay cho lên 1 1 2, thủ 1 2 1
một một hai một một hai một một hai một một hai một 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 hai 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 một hai một một hai. Đó, chúng ta sẽ thực hiện những bài như vậy trong vòng 1 phút một lần, và sau đó chúng ta nghỉ khoảng 30 giây, chúng ta lại thực hiện một lần nữa. Là chúng ta cứ làm đi làm đi làm lại, càng làm nhiều càng tốt. Đó, thủ lên, bước lên, 1 1 2, bước qua phải, 1 bước qua trái, 1 thủ, 1 1 2, thủ lên, 1 1 2, 1 1 1 1, 1 2, 1 1 2. À, chúng ta cứ thực hiện như vậy và thực hiện lặp đi lặp lại nhiều, và chúng ta thực hiện thêm các bài bổ trợ như hôm trước tôi đã giới thiệu rồi, tập bổ trợ thật nhiều, cũng tính ra chúng ta làm mỗi một động tác sẽ trong vòng 1 phút, và có thể làm tăng thêm thời gian để cho chúng ta sẽ tăng sức mạnh lên. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay, hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video các tiếp theo. Nếu các bạn tập luyện gặp khó khăn và thắc mắc điều gì thì hãy để lại comment, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Chúc các bạn thành công.